phim lịch sử Việt Nam có cả thanh niên tóc vàng và cột điện. Sau 5 ngày ra rạp thì bộ phim lịch sử Việt Nam Huyền Sử Vô Đình đã mang về doanh thu khủng khiếp tận 39 triệu đồng, biến đây thành bộ phim có doanh thu thấp kỷ lục trong lịch sử màn ảnh Việt Nam. Với kinh phí là 8 tỷ Việt Nam đồng đầu tư thì số tiền thu lại chỉ 39 triệu đồng thực sự là quá thấp, chỉ đủ để đưa toàn thể đoàn làm phim đi ăn quẩy và uống trà đá. Nhưng mà nhiều người cứ thắc mắc, con số này khẳng định người Việt thích xem phim kiếm hiệp của Tàu hay Hàn Quốc mà bỏ quên lịch sử dân tộc mình hay chăng? Thế nhưng, đối với bộ phim này thì tôi nghĩ không phải. Chưa nói đến nội dung, nhưng mà nhìn tạo hình của nhân vật thì tôi đoán được sự cẩu thả trong làm nghệ thuật của đoàn làm phim. Loáng thoáng nhiều khán giả có thể nhận ra là có cột điện này, nhà cấp 4 này, tóc nhuộm xuất hiện trong nhiều phân cảnh trong phim. Chúng ta có thể bỏ 8 tỷ để làm phim, nhưng mà tại sao không thuê được một nhà sử học làm cố vấn nội dung để có được một bộ phim đúng chất là phim cổ trang Việt Nam? À mà tôi có một thắc mắc, nhân viên hóa trang có thù hằn gì với đạo diễn hay là nhà đầu tư à?